Ok, chào các bạn. Video tiếp theo mà Trang sẽ gửi tới các bạn đó chính là video về các sản phẩm nước highlight cũng như là kem highlight. Thì ngày hôm nay Trang sẽ show các bạn chỉ một vài loại. Các bạn nhớ là cái video mà Trang chia sẻ các bạn tất cả các loại kem lót không? Thì cũng có một chút ở trong những cái sản phẩm đó thì các bạn có thể dùng làm nước highlight. Ví dụ như cái sản phẩm shop này, thì cái sản phẩm shop này của MAC thì các bạn có thể dùng làm highlight, nhưng cái này là nhẹ thôi, bởi vì làm cho da căng bóng và nhìn nó ánh glow như thế này. Đó thì em này thì là dạng tự nhiên nhất này. Ok, tự nhiên nhất. Xong rồi đó, xong rồi đến những cái sản phẩm này. Đây, của STS Cosmetic này và cái này của OD này. Đó. Thì Trang trên mặt Trang đang có sẵn thì là của STS này, thì Trang khá là ưng, thì các bạn có thể dùng để làm highlight. Đó, và em này cũng vậy, em này hình nhũ hơn một chút nhưng mà Trang thấy nó không bóng bằng. Trang thấy nó không bóng bằng thôi, bởi vì nó thiên về nước nhiều hơn. À, yeah, cũng được ạ, nhưng mà Trang thích cái em STS kia hơn, bởi vì nó có chút thêm một chút kiểu dạng nhũ to hơn á. Đây, em này cũng được, em này vẫn được, vẫn ổn nha. Nha, Trang thích STS hơn. Đó, thì đây. Cái này của Jofex cũng vậy. Thì các bạn biết không, nếu như các bạn mà da khô á, các bạn có thể từ phấn chuyển sang kem, các bạn có thể dùng đến kem cũng được. Đối với Trang thì bởi vì Trang là da hỗn hợp dầu thì da Trang thích dùng phấn hơn. Đây. Cái này của Jofex cái lạnh được này. Đó, nếu như các bạn thích căng bóng theo cái kiểu như tự nhiên, da tự nhiên á, thì các bạn hãy dùng kem. Thì những cái kem này á, bây giờ thì không cứ gì phải thiên thành cho da khô đâu. Những cái bạn da hỗn hợp cũng có thể dùng được, hay cũng như da thường thì không cứ. Nhưng mà đối với bản thân Trang, bởi vì Trang da hỗn hợp dầu, thành ra Trang vẫn thích dùng phấn hơn. Thì đấy là tùy mỗi người. Thì đấy, thích thì dùng thôi. Thì các bạn cứ thích loại nào thì các bạn dùng, nhưng mà nói chung là Trang show các bạn những cái hãng hay cũng như những cái sản phẩm mà các bạn có thể dùng dạng nước highlight cũng như dạng kem. Thì đây Trang có một cái thỏi kem, đây Trang sẽ show các bạn. Đây là nước nha. Thì những em này á, em này dành cho mọi loại da này. Em này cũng mọi loại da được này. Riêng hai em này thì của MAC này thì dành cho da khô, thiên về da khô nhiều hơn. Cái này cũng vậy. Đó, hai em này thì thiên về da khô nhiều hơn, còn hai em đầu kia thì mọi loại da nào dùng được. Đây, và đây cái sản phẩm này, các bạn biết không, Trang rất ít khi dùng cái sản phẩm kem highlight cũng như dạng thỏi như thế này, thì Trang mua để show các bạn thôi. Đây là hãng của Jofex, đúng ra Trang định mua của Maybelline, nhưng mà Trang nhìn thấy Jofex trước, Trang chưa nhìn thấy Maybelline, thế là Trang lại chọn Jofex, bởi vì Trang thấy em này cũng khá là đẹp. Đây, Trang đánh lên cho các bạn nhìn. Đó, các bạn thấy không? Đó. Đây, đó. Sao các bạn phải lấy tay các bạn rộng hoặc là các bạn lấy mút. Đó, những cái dạng nước highlight nha, các bạn nhớ nha, các bạn phải dùng mút. Đừng dùng cọ mà cũng đừng dùng ngón tay, bởi vì tán nó sẽ không đều và nó sẽ không được đẹp, và nó sẽ không được sét hay cũng như thẩm thấu trên da. Thì nhìn nó sẽ không được, nó gọi là tỏa hết hay cũng như được hết các cái công dụng của cái nước highlight cũng như kem highlight. Đó, nó cũng như kiểu dạng che khuyết điểm á. Đó, các bạn phải rộng. Đó, các bạn phải biết cách đánh thì nó mới lên đẹp được. Còn nếu mà không biết cách đánh thì nó sẽ không lên được hết cái công dụng của nó, hay cũng như cái phần mà cái bản tính hay cũng như tính năng của cái sản phẩm. Đó, thì đây, những cái dạng nước này cũng vậy. Các bạn nhớ nha, các bạn bóp từ 1 pump cho đến 2 pump. Bởi vì Trang có sẵn trên mặt rồi nên Trang bóp 1 pump thôi. Đó. Đây. Đó, nè. Đó. Các bạn xem video mà Trang làm kiểu make up này kiểu gì các bạn cũng thấy thôi. Trang đánh, Trang dùng sản phẩm của STS. Đó, V88 tám đó. Dewy Face Glow á. Đó, đẹp dã man, tàn bạo luôn. Đó, các bạn thấy không? Dạng kem nó ánh theo cái kiểu dạng căng bóng mà kể cả dạng phấn nó cũng căng bóng, nhưng các bạn nhìn kiểu gì cũng bị nó khô hơn một chút kem. Đó, đây, các bạn thấy không? Nó bóng kiểu dạng như bóng nhảy, bóng căng của da. Còn cái shopping này phấn á, mà Trang vẫn hay thích á, thì các bạn nhìn nó khô hơn, nó lì hơn một chút xíu, nhưng mà nó vẫn sâu được cái độ bóng căng khi mà các bạn dọi cái ánh đèn vào hay cũng như các bạn ra ngoài trời. Đó, đó, rất là đẹp, Trang rất là thích.
Những cái kiểu make up trong veo thì Trang sẽ sử dụng dạng kem, highlight. Còn những cái kiểu make up bình thường Trang sẽ dùng phấn. Nhưng mà đa số hàng ngày nếu mà đi đâu thì Trang vẫn dùng phấn, chứ Trang không có dùng kem mấy. Bởi vì các bạn biết đấy, Trang là da hỗn hợp dầu mà. Trang vẫn nhắc đi nhắc lại với các bạn là Trang là da hỗn hợp dầu. Dạo này hơi khô một tí thôi, nhưng mà nó là dạng thiếu nước chứ không phải là dạng hẳn về da khô bong chóc. Thế nên là nhưng mà với cái sản phẩm cái sản phẩm này, hai cái sản phẩm này các bạn có thể dùng cho mọi loại da nha. Không sợ gì là bị bết dính hay gì đâu nha. Ok, thì Trang hy vọng video này giúp một phần nào đó cho các bạn về biết thêm thông tin, hay cũng như về biết thêm những cái sản phẩm dạng kem highlight hay cũng như là dạng nước highlight ha. Thì Trang sẽ gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. Đừng quên ấn like nha.